Series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây, phần 23. Đối với những người yêu vang đỏ của Ý, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Piedmont và Tuscany ở phía tây nước này. Thế còn những người yêu vang trắng, bạn nhất định không thể bỏ lỡ một nơi được xem như chốn thiên đường vang trắng của Ý nằm ở phía đông bắc đất nước này. Đó chính là Friuli Venezia Giulia, hay ngắn gọn hơn bạn có thể gọi là FVG. FVG nằm ở góc trên cùng bên phải của Ý, giữa Áo, Slovenia, biển Adriatic và Veneto. Mặc dù khu vực này tương đối nhỏ so với phần còn lại của Ý, nhưng nó được xếp hạng là một trong số những nơi sản xuất rượu vang trắng tốt nhất. Thậm chí FVG gần đây đã lọt vào top 10 loại rượu vang Ý được săn tìm nhiều nhất đó. FVG được chia thành 10 khu vực DOC và 4 khu vực DOCG trồng khoảng 30 loại nho khác nhau, thường với số lượng nhỏ. Do đó, Daily Wine sẽ chỉ tập trung vào 4 khu vực quan trọng nhất để giới thiệu đến bạn, đó là Friuli Graf, Colli Orientali del Friuli, Colleo và Casso. Chính vì thế bạn có thể trang bị kiến thức trong việc chọn mua loại rượu phù hợp cho mình. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn 4 vùng này ở những phần tiếp theo. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé.